có một em bồn nước của hãng Masun. Hãng này em nghe cũng lạ, nhưng mà bồn inox, chất lượng inox khá tốt, cho nên là vẫn tồn tại ra bồn cũ của bên em. Nó vẫn còn nguyên, chưa hề chảy lủng. Mà thấy cái mác cũng xài khá lâu rồi, cái chân cũng cũng cũ cũ, cũng bị thời gian làm ghi dấu rồi. Nhưng mà cái bồn thì vẫn còn đẹp mọi người nha. Bên trong đây chưa hề chảy lủng, bồn vẫn còn nguyên mọi người ạ. Mọi người có biết là em đụng vào cái bồn này em thấy sao không? Tức là nó không dày bằng những cái bồn inox cũ của các hãng khác. Nhưng mà đảm bảo với mọi người là nó vẫn dày hơn bồn inox 500 lít mới bây giờ. Dạ. Bồn mà còn tồn tại ra bồn cũ là rất yên tâm và chất lượng rất ok rồi mọi người ạ. Bồn dày dặn, chưa hề chảy lủng. Có bị va chạm khi giữa lên giữa xuống, nó hơi méo rồi một chút này đấy, bây giờ em mới thấy, nhưng mà không sao, vẫn còn đẹp chán mọi người ạ. Mọi người cần sử dụng cái bồn inox 500 lít này, chưa hề chảy lủng, zin 100%, inox khá dày, thì hãy vui lòng liên hệ với bên em nha. Bên em sẽ thanh lý giá rẻ cho mọi người luôn. Bồn inox 500 lít của Masuno với đầy đủ chức năng, hai lỗ phi bên trên, hai lỗ phi phía dưới và có nắp đàng hoàng nha mọi người. Mấy cái bồn nước của em quay cho mọi người xem thường không có nắp, tại nắp em để một chỗ. Nhưng mà khi giao hàng đầy đủ nắp, ốc vít đàng hoàng luôn mọi người ạ. Thường bên em báo giá cho khách hàng bồn cũ, mọi người hay nói là cao. Nhưng mọi người thử phân tích xem, thực sự là không cao. Nếu mình ra tiệm đồ cũ mình mua, thứ nhất là không được bảo hành, thứ hai là những cái con ốc phi đó nó cũ rồi, không được thay thế bằng ốc mới, về mình phải tự làm. Thứ ba là không được miễn phí vận chuyển, tức là mình tới cửa hàng họ mình mua rồi mình tự trở về. Còn khi bên em đã giao hàng, bên em là một công ty giao hàng cho mọi người là miễn phí vận chuyển, kiểm tra bồn toàn vẹn, không hề dò dỉ mới giao cho khách hàng. Những con ốc phi ở bồn nó còn sử dụng được thì bên em để, không còn sử dụng được nữa bên em thay ốc mới. Do vậy mà mọi người tiết kiệm được thời gian và nhiều khoản khác khi mà mình không chuyên, mình không dành về những con ốc bồn nước thì mình làm rất mất thời gian. Bên em đã làm hết những công việc đấy cho mọi người, mọi người chỉ việc về lắp lên xài rất chi là ok. Do vậy mà bên em bán hàng không hề cao. Nếu mà mọi người tự đi chợ cũng mất công và mất một đoạn đường, mất xăng, mất tiền phí điện thoại, đủ các thứ hết. Thợ bên em đi chợ là họ tiện chuyến, họ làm nhiều công việc một lúc, vừa đi chợ bồn cho khách, vừa đi sửa chữa bồn nước cho khách trên cùng một đoạn đường, nên giảm chi phí rất chi là nhiều. Nếu mọi người không tin thì mọi người cứ thử ra tiệm mua ạ. Ai mà gần tiệm bán đồ cũ hoặc vựa ve chai gì đó, mua những cái bồn đó về là mình phải toàn diện, mình toàn quyền mình xử lý hết. Thứ nhất là phần vệ sinh, thứ hai là phần ốc phi, thứ ba là cả một quá trình mình sử dụng. Mua về ở vựa ve chai nó còn bẩn, còn chứa đầy cát đất, nó chít vào những lỗ chảy thì mình không thấy chỗ chảy, nhưng khi mình về mình chà rửa làm sạch đi mình lại thấy nó chảy. Do vậy mà rủi ro rất chi là nhiều. Nếu mọi người tính ra thì thực ra là mình nên mua ở những chỗ nào mà chuyên nghiệp, có vận chuyển, có bảo hành, mình sẽ xài yên tâm và ok hơn mọi người nha. Đấy là những kinh nghiệm mà em thấy, đấy là những kinh nghiệm mà đôi khi khách hàng chia sẻ với bên em, đấy là những kinh nghiệm mà đôi khi em tư vấn cho khách hàng đã thổ lộ và bật mí như vậy.
những thắc mắc, những khó khăn, những cái gì mà mình vẫn còn chưa thông suốt thì được nói ra và chia sẻ mọi người nha. Em chào mọi người nha. Mọi người cần sử dụng bồn 500 lít inox đứng của Masuno, hãy vui lòng liên hệ với bên em 0978 535953. Có Zalo để mọi người coi lại hình ảnh bồn nước của mình lựa chọn nha. Mọi người cần coi chỗ nào em sẽ quay kỹ chỗ đó. Hàng thật, việc thật và bảo hành trong suốt thời gian sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để giúp được nhiều người có thể sử dụng được sản phẩm tốt, chất lượng mà không mất công, mất thời gian nhiều mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người.